Mới đây, Công an huyện Kim Bôi Hòa Bình đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với Bùi Thị Lành, sinh năm 1983, vì đã nhẫn tâm đổ nước sôi vào người em dâu là chị Bùi Thị Sim, đang mang bầu 3 tháng và con gái của chị Sim, khiến cho cả hai mẹ con đều bị bỏng nặng. Sự việc đang khiến cho dư luận vô cùng phẫn nộ. Theo đó, tối ngày 26 tháng 7, chị Bùi Thị Kim, sinh năm 1989, trú tại xóm Sào Đông, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, và con gái tên BKV, sinh năm 2019, đang ở nhà thì bất ngờ chị Bùi Thị Lành, chị chồng của Sim, cầm mắm siêu tốc bên trong có chứa nước sôi hất vào phía sau người chị Sim và cháu V, khiến hai mẹ con bị bỏng. Cháu V bị bỏng nặng hơn. Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn do mâu thuẫn về nhà ở, khiến chị Lành tức giận nên đã không kiềm chế được cơn nóng giận mà ra tay với em dâu và cháu gái. Nhà được tin báo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Sào Báy, huyện Kim Bôi cũng đã đến làm việc và xác minh thông tin đồng thời thông báo tới công an huyện Kim Bôi để ra quyết định tạm giữ người khẩn cấp đối với Bùi Thị Lành, sinh năm 1983, chú xóm Sào Đông, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, chính là người đã dội nước sôi vào người em dâu và cháu nhỏ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Sào Báy cho biết, chị Sim và cháu V bị bỏng ở vùng lưng, ngực bụng và hiện đang cấp cứu. Chị Sim cũng đang mang bầu 3 tháng. Cả hai mẹ con hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình hiện tại sức khỏe của cả hai mẹ con cũng đã dần ổn định là em gái của chị sim chị bùi thị anh đã rất lo lắng khi nghe tin chị gái và cháu bị bỏng nước sôi nên ngay lập tức đã lên nhà chị sim và đưa hai mẹ con đi cấp cứu tại bệnh viện huyện kim bôi do bỏng nặng nên chị sim và cháu v được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình ngay trong đêm để điều trị được biết, hiền chị Sim và cháu V đang được các y bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình điều trị bằng phương pháp thay băng bỏng, dùng kháng sinh và bù dịch. Từ trước đến nay cũng đã nhiều lần có những vụ việc thương tâm đến từ việc dùng nước sôi để gây thương tích cho người khác xảy ra. Dân may vụ việc lần này hậu quả chưa đến mức quá nghiêm trọng, nhưng rõ ràng việc giải quyết mâu thuẫn bằng cách cực đoan như thế này là hành vi khó chấp nhận trong khi đó nạn nhân là phụ nữ đang mang thai và có cả trẻ nhỏ huống hồ giữa nạn nhân và hung thủ còn có mối quan hệ trong gia đình với nhau